đấy? À nó vẫn còn kia. Ô giật mặt nạ của mami nó nét rồi à? Bảo giật mặt nạ để đốt. Đâu xem nào. Đây đây mặt nó vẫn đây đây đây. Mày à, à. Thôi 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 thôi. Ôi nó có hai cái à? Nó có hai cái anh ạ. Ô giật được cái này rồi vẫn còn này. Ui ui. Đốt. Đốt. Đốt luôn. Đi ra đốt. Ra đốt mặt nạ nó đây. Đốt luôn. Được xong. Mami lung lách kìa. Đốt đi. Ê ơi. Đốt mặt nạ mami luôn. Ôi sao nó lắm mặt lạ đấy nhỉ Linh nhỉ? Nó có hẳn hai cái cơ mà. Ừ. Thế sao không giật nốt cái kia của nó đi? Không giật được, nó cắn anh ạ. Kinh quá nhỉ. Thôi được rồi, đốt trước cái này của nó cái này. À, này mình đốt mặt lạ của mami long lét nhá. Mày trẻ trâu nghịch nghịch thế nào lại giật được cái mặt lạ của mami long lét này. Đấy, đang đốt, đốt cháy luôn. Nhưng mà nó vẫn còn mặt lạ nữa. Thằng mami long lét này phải nói là nó hơi bị nhiều mặt lạ đấy. Đấy, nhiều này đốt cái này trước. Ừ. Hay không? Dính nhỉ? Dính. Đấy. Nhưng mà nó vẫn còn cái lưỡi linh ạ. Bây giờ đại im bảo trẻ trâu lấy lốt cái đấy ra. Lốt luôn. À. Đưa mà lại đây. Lốt lốt. Ôi thôi. Thôi 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 thôi. Thôi thôi. Sang đây. Thằng này nó hung bạo lắm. Đừng đừng đừng. Cái đó. Thôi thôi. Thằng này hôm nay hung bạo thật. Thôi. Anh em đừng có động vào nó. Đừng đừng đừng. Lốt cả mày luôn này. Bây giờ Linh mới lại San mới phát xương áo ở đây. Canh chừng nó nhá. Anh chạy ở đây có tí việc. Ok. Tí mà có vấn đề thì gọi nhá. Ok. Ok. 2000 years later. Ra ngoài tí. Trẻ trâu làm gì anh em này? Chạy ra ngoài ăn cái bánh đói quá thế mà vào trẻ trâu nó đang làm cái trò gì ấy? Chẳng. Ui ôi, anh em làm trò gì đây? Phát sinh áo làm gì đây? Ai hít đất rồi, khỏe đấy nhỉ? Ui ôi, sao tập tạ này? Wow, cô Linh làm cái trò gì đây? Cô Linh đang nâng lại là cái cây sắt 5 tấn. Chúng mày đang tập gym à? Tập gym để đi hút ghi vào để anh em mới chiến đấu. À, rèn luyện sức khỏe đúng không? Mày im luôn. Mà mày long lét này, định phá à? Ôi, khỏe đấy ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Phát xương áo làm cái gì nữa? À. 1, 2. Ôi, không tranh nhau. Ôi, giải nước kìa. Ôi, ôi, ôi. À. Ui, ui, ui. À. Thôi, thôi, khoan, khoan. Anh em cùng một đội với nhau làm sao lại đi bắn nhau đấy? Đây mỗi người một hớp uống đây. Đây anh canh cơ, phát sinh áo trước. Thế thôi mà. Ui dồi. Anh em phải bảo vệ nhau chứ. Ô, cái cô Linh tập tí thôi à? Thôi mệt lắm. Bọn này yếu thế nhỉ? Coca khổng lồ à? Cái chai Coca khổng lồ. Ai sáng chế là cái chai này đây? Này làm ngối. Kinh nhỉ? Có uống được không? Uống được, uống được, uống được. Ui, ngon nhỉ. Như kiểu gọi là mami long lét lại loài lên đây này. Này vớ vẩn thật. Bây giờ anh em luyện mấy cái này là không hay. Bây giờ mình phải luyện võ thôi. Cái này chỉ tập tạ, nó chỉ gọi là to tay thôi. Hôm nay anh sẽ cho anh em cái này để anh em luyện võ, hiểu chưa? Cho nó đẳng cấp. Đây rồi. Đấy, đố anh em biết trong cái bịch này là cái gì ấy? Trông nó nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà đây chính là cái bộ đồ để luyện võ anh em nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc ra cho anh em xem đây là cái bộ đồ luyện võ kiểu gì nhá. Bật mí anh em cái này dùng để đấm bốc nhá. Đó. Hôm nay mình sắm cho anh em một bộ này để luyện võ anh em nhá. Đấy, anh em nhìn đi chưa? Ui, nhẹn này. Spider-Man. Đấy. Đó. Wow, đấy. Anh em nhìn cái này ra cái gì chưa? Cái này chính là cái bao đấm. Đấy, cái này để tập võ anh em nhá. Ui giời. Spider-Man. Đấy, nhìn thấy chưa? Spider-Man đỏ. Đấy, ở đây nó có hai cái bao tay này. Đấy. Cái này bao tay Spider-Man luôn. Đấy, hai quả găng tay này mà đấm Hulk thì đẳng cấp luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ ra mình treo cái này lên cho anh em thi thố nhá. Tập võ nhá. Đấy. Spider-Man màu đỏ rất là đẹp. Cái này thì mình dùng nó nhỏ nhỏ thôi để cho anh em luyện võ cho nó nhanh tay, chứ dùng cái bao to đấm thì gãy tay các bạn. Bây giờ mình sẽ chế vào đây cho anh em luyện nhá. Đấy, ok chưa? Nào, bây giờ anh em thử bắt đầu luyện đấm bốc ra. Đấy nha, muốn khỏe thì phải luyện đấm bốc nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ thử đấm bốc thử xem là có đẳng cấp không nhá. Hút ghi này. Hút ghi này. Ui trời ơi, chân rồi. Ê, sao em ơi? Nhầm. Xin lỗi. Đây, đây là ngáo thật, ngáo giả đúng không? Anh em biết ngáo nào ngáo thật. Đấy, đây là phát sinh ngáo, còn đây là ngáo hút ghi nhỉ? Đeo bằng tay cho phát sinh ngáo. Ra luyện võ đây nhanh lên, không phải tí hút ghi nó vào giờ. Cô Linh treo này lên cho phát sinh ngáo tập nhá. Chết đấy. Wow, ui, ui. Ấy à, ấy à, ui, đấm tàn ngược đây này á, ui, bịch. À, cố lên, ui, 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 cái gì ấy, ôi trời. Sang đâu, Sang có cần bao tay không? Sang không cần hả? Được, Sang thấy kỹ năng anh Sang ạ.
Ui rồi, hai này trả đũa nhau à? Bỏ luyện tập cái này đấu mạnh thế. Ui ui, chết. À, cái gì? Định lên là mày biết phát sinh áo hôm nay có găng tay vô cực chưa? Găng tay đấm bốc Spider-Man đẳng cấp chưa? Đấy. Mà mày đánh nó ngất rồi. Ui cái gì đấy? Hubi vào à? Ủa chân phát sinh áo này. Hubi chuẩn bị vào cứu thằng Mami rồi. Các em phải đấm bốc nhá. Đấm bốc cẩn thận vào. Ra sáng tay, sáng cao lên. Sao này, ra lấy cái quả đấm bốc này cho anh. Lấy ra. Đây tháo khỏi cái ống này. Rồi, đây. Ấy. Wow. Nào đấm thử lại phát nào, luyện nào. Đấm tiếp đi. Rồi, sao sát đấm đấy. Rồi, khỏe lắm, vẫn khỏe lắm này. Sang cầm lại đi. Bây giờ anh em lấp vào trong này chờ nó ra. Ui, nó đang vào cứu thằng Mami kìa. Từ. Ui, nó sắp cứu rồi. Ra đi anh em ơi. Nó đâu rồi? Đuổi được chưa? Ôi, đổ hết coca kìa. Bắt này nhốt lại. Cho nó vào. Khóa vào. Ê, dài ơi. Bê cái ghế kia đặt lên. Đây, đặt lên đây, chặn vào. Dám mà định chạy thoát à? Rồi, ok. Phát sinh áo canh chừng nhá, nếu mà thằng Huy vào báo nhá. Ok. Okay. Làm im đấy nha. Anh em thấy cái bộ dụng cụ đấm bốc Spiderman của mình có hữu ích không? Đấy. Anh em mà rảnh ấy thì lên là luyện tập đấy, đấm bốc hoặc là thể dục thể thao gì đó, chơi tất cả các môn thể thao để cho nó tăng cường sức khỏe đấy. Đấy, khi có vấn đề đấy là mình tự bảo vệ được bản thân mình nhá. Đấy, như hôm nay Sam mới lại phát sinh áo đẳng cấp luôn đấy. Nó đánh cả Huggy cả Mommy Long Neck, đuổi về Huggy luôn. Ôi, nói phét tí thôi, tí Huggy bảo toang.